200, 300, 500 rất là nhiều. Đợt này thì mình đã sửa xong những cái đàn guitar cũ và trầy xước nhiều. Đợt này mình lên thanh lý cho anh em tiếp trong cái lô đợt 2, mạng 13 này. Ủa mạng 13 còn mới quá này mọi người. Cái này là cây gỗ quá đó, cây gỗ quá 2,5 triệu đó mọi người. Nên bị một cái vệt nhẹ đây này ha. Cái này mình nghĩ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Tình trạng còn mới lắm mọi người, mới khoảng cỡ 95%. 1,290,000. Cái này thì anh nào thích một cái đàn gỗ thịt ngon lành thì chọn cái này ngon này. Thử ra. Gỗ thông lưng và hông là gỗ qua cho nên là âm thanh cũng rất là hay mọi người. Cái này bị xước xước nhẹ thôi, không thành vấn đề đâu. 1,290. Ta bị chỗ này hơi xấu nha mọi người. Cái này thì mình đã lên giấy khóa rồi, 200 cành cho anh em mình tập chơi ha. Chưa lên giấy nữa, nói chung là bấm vẫn nhẹ nhàng, đang có tí chỉnh mà. Tập chơi ok thôi. 200,000 mạng 14 nha. Mạng 15 này. Ồ 15. Cứng cáp ngon, gỗ điệp á mọi người. Cái này nó bị xước ở đây hả? Xước ở đây hả? Đó. Ngoại hình còn nó hơi bị cũ thôi, như đây bị dính keo này. Để cho anh em giá 399,000 nhé. Những cái đàn cũ thì bên mình cũng sẽ căn chỉnh đầy đủ đàng hoàng hết cho mọi người. Về là tập chơi ok thôi, không phải là không có bị đau tay đâu mọi người. Rồi, mà 16 nhé. 16 con mới quá trời này mọi người. Đây nè. Này thân lý. Cái này ấm ấm á, phun gỗ thịt 100% luôn, gỗ hồng đào, nước sơn cũng rất là mới luôn. Cái này thanh lý 1,250. Sao thanh lý ta? Cái này còn mới quá trời nha mọi người. Tạm thôi là chưa phát hiện ra lỗi nha. Để qua đây đây, 1,250 cái này nè mọi người. Đang hoàn thiện, hơi cũ chảy xước một chút xíu. Để anh em giá 500. Này bạn 18. Này 17 này. 17 màu đen. Cái cần màu đỏ mọi người ha. Này giá 400,000. Mọi thứ đều ok hết nhá.